Anh là người quan niệm thế nào về chuyện tình yêu ạ? Hồi nhỏ thì cũng có nghĩ là không yêu được con này chắc mình chết. Tổng kết lại thì anh đã trải qua bao nhiêu mối tình ạ? Nếu mà tính chính thức là chỉ có 4 mối tình thôi. Lúc bạn Harry ra anh có biết liền không? Có, thấy lạ lạ. Nhưng mà nếu nhảy về cũng rớt như thường. Thường là ngày nào cũng ăn đặt chỗ đi. Em đi đâu? Em đi với ai? Anh rất là giận và anh không thèm nói chuyện gì hết. Cô gái này là ai? Chúng ta sẽ đến với phần clip ngay sau đây. Harry Wong, tên thật là Lưu Easter, mang hai dòng máu Việt Hàn, là cựu thành viên của nhóm nhạc gồm 4 cô gái xinh đẹp Kiss của Hàn Quốc, thân thiện, đáng yêu và nói nhiều, là những tính cách khiến khán giả Việt Nam vô cùng yêu mến cô gái Hàn Quốc này. Xin chào các bạn, tôi tên là Harry Wong, tôi hiện nay là sinh viên năm thứ 3 của trường xã hội Nhân Văn và tôi là rất là tham ăn và rất là tham học. Và hơi ích kỷ một chút xíu nhưng mà rất là hiền lành và tôi có tính cách là rất là vui tính và rất là hấp dẫn và tôi có một cái sở thích là tôi rất thích đọc sách và tôi rất thích ngủ và tôi thích chơi với con mèo và tôi hiện nay có một bạn trai cũng đẹp trai. Mình không cần phải giới thiệu nữa, Harry Won đây đột nhiên trở nên nổi tiếng hơn, mọi người biết nhiều hơn. Nhưng mà lúc ở trong căn phòng bí mật của chuyện tình yêu, bạn nghe hết anh Đạt nói chuyện không ạ? Em nghe hết rồi. Và anh ấy cũng miêu tả một chút là anh cũng trải qua 4 mối tình. Còn Harry sao? Trước anh Đạt thì đã có những mối tình nào? Rất là nhiều, không đếm được. Em nghĩ là em có một cái khoảng thời gian gặp đàn ông nhiều và em biết được lựa chọn đàn ông tốt. Đây là đàn ông tốt nè. Nhưng mà cái thời điểm đó thì bạn quan niệm thế nào là tình yêu? Bạn có muốn yêu một cái người mà bạn đang yêu bây giờ không? Hay là bạn có một cái hình mẫu khác? À, hình mẫu là cao 1m83 là thấp nhất. Trước tới giờ là em chưa bao giờ gặp đàn ông nào mà lùn. Tại vì em hay mang cao gót cho nên em phải quen những đàn ông mà cao. Thế thì ẩm như vậy thì mới cái vai của em nó dính vô đê, nó đẹp, rất là đẹp. Còn anh Đạt thì em phải làm như vậy. Thì thật sự là em thích những người nào mà có ước mơ, có kế hoạch, mục đích. Anh Đạt thì cũng có. Còn ngoài ra thì tiền thì không có được nhiều lắm, nhưng mà nhưng mà Harry nghĩ là có gì thiếu thì Harry kiếm chung. Còn cái cách yêu của bạn thì sao? Bạn thường là cô gái như thế nào trong tình yêu? À, trong tình yêu Harry là một người rất là xấu ạ. Đối xử với người khác thì rất là nhiệt tình và rất là thân thiện, còn đối xử với bạn trai là cực kỳ tệ, quá tệ, kiểu như là nói chuyện không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng và cực kỳ bạo lực. Lúc nào cũng bạn trai cứ quỳ xuống rồi nói xin lỗi, dù là cái đó là lỗi của Harry. Nhưng mà trước anh Đạt thì có bao giờ để ý một chàng trai Việt Nam nào không? À dạ, thật sự là chưa bao giờ có. Tại sao bạn không thích ạ? Hay là... Dạ em không thích ạ. Có cái điều gì con trai Việt Nam không thích ngoài cái việc là không cao lắm nha? À, tại vì bố em là người Việt và bố em quá khó tính. Thế ví dụ mà bố nghe được cái câu mà bạn vừa kể cho Thùy Minh và khán giả là ôi dồi, Harry quen nhiều đàn ông lắm thì bố có biết những chuyện yêu đương của bạn không ạ? Dạ không biết ạ. Tại vì bố em là không cho quen bạn trai. Nhưng mà anh Đạt đã gặp bố Harry chưa? Gặp rồi. Anh Đạt ngày nào cũng chở em tới nhưng mà phải xa khoảng chừng 10 mét. Thì từ đó em đi bộ em về nhà. Nhưng mà lúc đó anh đi xe cờ cào, xe đó rất là ồn ào. Sau đó thì bố em ra ngoài là ai mà đi ồn ào kiểu như vậy. Mà lúc đó là em vừa mới xuống xe. À bố bảo là đó là nó là ai? Dạ xe ôm. Thì bố em bảo là xe ôm gì đâu mà xe xỉn nhà con. Dạ thì bố mẹ em tự nhiên đắng lưng em vào nhà. Rồi thì lúc đó em vào nhà em không nói gì hết. Cái đó là đầu tiên bố em gặp anh Đạt ạ. Chắc là một số người cũng biết là có một cái thời gian là hai người có gọi là chia tay không ta? Dạ có ạ. Cái lúc đó là chuyện gì đã xảy ra ạ? Lúc mới quen, anh hẹn với em 2 giờ chiều, em chờ tới 5 giờ chiều. Em alo anh ơi, alo, em đang làm gì? Thì em mới bảo là, dạ em đang ăn kem, em ăn với ai? Thì em mới bảo là, dạ em ăn một mình. Thì anh Đạt nói gì biết không ạ? Ừ, ăn tiếp đi nhá. Ồ, thì ăn ngon miệng nhá, rồi tắt. Rất là kỳ cục. Và lúc đó là em hết chịu nổi. Mình không thể nào mà tiếp tục với ông này. Lúc đó là em thấy chán nản rồi thì em mất tích luôn.
Đi về, quyết định về Hàn Quốc luôn. Thấy mất tết luôn, không liên lạc. Anh Đạt có nhớ khoảng thời gian đó không ạ? Có chứ, liên lạc mấy ngày cũng không được, email cũng không trả lời, thường thì trả lời liền, nhưng mà này không trả lời, xong mình cứ liên lạc, một tháng sau mới thấy cái tin cái email là nó đang ở Hàn Quốc. Thì mình có một cái email, cái tiêu đề là em ơi em đâu rồi, là có phải email đầu tiên gửi không ạ? Đâu nhiều lắm, nhiều đâu rồi lắm, không biết. Thế thì đây là cái email, có phải cái email rất là quan trọng, thì mình thử đọc xem Harry có nhớ không nhé. Cưng ơi, em đi đâu mà lâu thế? Em không nhớ anh à? Sao không gọi điện thoại cho anh? Anh thì nhớ em như điên. Nhớ em không thể nào mà chịu được. Em có hiểu cảm giác này không? Mau về đây đi nhé, anh sắp chết rồi nè. Mau về đây đi, yêu em nhiều, Mr. D. Nhìn chưa? Sau đó mấy em nghĩ là sao cái ông này lúc mà ở cái bên cạnh thì không chịu làm như vậy, mà bây giờ mất rồi thì làm như vậy. Thì kiểu này như là bắt cá rồi là không cho mồi. Thì cái này cũng như vậy, lúc bây giờ thì mất cá rồi thì phải cho mồi lại. Thì cứ email cho em như vậy, những cái ngọt ngào như vậy. Nhưng mà qua một thời gian rồi mà anh lại làm như vậy liên tục, mấy em nghĩ là à, anh này chắc bây giờ thay đổi rồi. Thế mấy em quay lại. Thì mình sẽ muốn mời các bạn khán giả chúng ta cùng xem một cái clip mà chúng tôi lập ra những cái giả thiết mà sau khi Harry trở về Hàn Quốc thì các bạn có thể đoán xem là ở ngoài sự thực thì nó như thế nào, được không ạ? Ở ngoài đời thì hai người này rơi vào cái giả thiết nào? Theo em thì Tiến Đạt sang Hàn Quốc để tìm Harry. Rồi, thế bạn gái thế nào? Dạ, theo em là Nguyễn C. C là hai người gặp nhau ở đâu đó? Dạ, dạ. Em chọn Harry đi về. Đi về Việt Nam. Rồi, chúng ta có cả ba phương án. Bây giờ chắc là nhờ hai người giải đáp kết quả này. Thì lúc mà cũng tính đường là xa Hàn Quốc rồi, nhưng mà cái thủ tục qua Hàn Quốc thì nó khó, cho nên là quyết định là thôi cứ bỏ bom email. Lúc đó là khoảng chừng sinh nhật của em. Sau đó thì anh Đạt gửi email cho em, sau đó thì anh Đạt gửi cả MP3 luôn, tự hát luôn. Lúc đó em nghe, sau em mới nghĩ là anh này may mắn là làm rapper chứ làm ca sĩ là không được. Trời ơi, hát happy birthday mà hát cực kỳ buồn. Mà lúc đó cũng nghe cha nhiều cho nên là mấy cái ông đó cứ hát cái kiểu mà happy birthday thì mình bắt đầu mình ngồi, tại vì cái khoảng thời gian nó quá dài mà mình cứ nghe suốt cái thể loại nhạc đó cho nên nó bị ăn vô, bị nhiễm. Thế mà em quyết định là như vậy thì em sẽ về, sau đó thì em bỏ công việc của em hết luôn, sau em về Việt Nam. Trước đây thì em suy nghĩ là quen với anh Đạt là chắc không đến tận cùng, tại vì dù sao là người nước ngoài và cảm thấy nhiều cái bất hợp quá. Không ngờ là anh thấy anh đã thay đổi, và những cái điểm đó là làm cho em cảm thấy ở chung với anh là thấy bình an, và giống như là một cái cây rất là lớn to và em có thể dựa vào được cây dù là anh lùn hơn em, nhưng mà em cảm thấy rất là an toàn khi ở cái bên cạnh anh. Nói về cái cảm giác mà Harry mang lại cho anh thì sẽ là gì ạ?
Thì hơi phiền chút xíu, nhưng mà cái phiền này làm cho mình thay đổi. Thật sự thì ít ai hay bắt Tiến Đạt làm cái này cái kia, nhưng mà Harry thì hay bắt làm những cái việc mà trước giờ không làm. Nhưng mà dù gì em, những cái gì mà em làm là tốt cho gia đình ăn thôi. Thế thì ăn cũng thích. Nhưng mà hai người tự thấy mình hiểu nhau bao nhiêu phần trăm? Chắc cũng gần 100. Em cũng nghĩ là chắc khoảng chừng 98%. Bây giờ chúng ta có một cách để trả lời cho câu hỏi này. Đó là mời họ chơi một cái phần trò chơi hiểu nhau. Chúng ta đang đến với trò chơi xem là Harry và Tiến Đạt hiểu nhau bao nhiêu. Thì mình sẽ hỏi một số câu hỏi, hai người sẽ trả lời. Câu hỏi đầu tiên, điều gì mà người kia thường làm ngay sau khi ngủ dậy vào buổi sáng? Ủa nhưng mà cái này phải bắt buộc viết à? Dài lắm à? Dạ không, tức là cái câu đầu tiên của hàng ngày hay là ngủ dậy là phải nói à? Không phải câu nói mà là điều gì. Điều gì? Thường làm cái gì đầu tiên? À, thường làm cái gì à? Hỏi anh Đạt trước, anh dậy anh thường làm gì ạ? À, dậy đi toilet. Còn Harry dậy đầu tiên làm gì ạ? Harry dậy đầu tiên đi toilet à? Và đáp án là đi toilet xong rồi đi thể dục với chim luôn. Câu tiếp theo, Tiến Đạt có bao nhiêu vết sẹo trên người? À, đáp án là cái đó là mẹ anh cũng không biết. Theo Tiến Đạt nghĩ thì Tiến Đạt chỉ có 3 cái. Wow! Đi, theo Harry thì 3 cái. Wow! Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Harry hát bao nhiêu lần một ngày? Và đáp án là 2-3 lần. Một lần là 15-20 phút. Còn Tiến Đạt cho rằng nhiều lần, có thể 8 lần. Dạ nhưng mà một lần là 15-20 phút coi như là 2-3 bài cũng tương đương với số này rồi. Cố gắng bênh nữa. Bây giờ đến câu hỏi tiếp theo. 3 tật xấu của người kia. Harry chia sẻ trước là Harry có những tật xấu nào? Chắc là nói nhiều, hay nói liên tục, có thể hơi làm ăn phiền tí. Hết chưa? Ngồi ra thì không có. Quá xinh. Rồi bây giờ nhờ anh Đạt dơ lên đáp án của mình. Ngoài cái chuyện nói nhiều còn bực bội khi đói nữa. Bật tờ đúng rồi. Bây giờ anh Đạt tự thấy anh có những tật xấu nào? Ít nói, không quan tâm nhiều, ít khi hỏi thăm. Thì cái đó là tổng cộng là nó ít nói rồi gì nữa. Hay quên những cái mốc quan trọng. Rồi bây giờ rớt đáp án. Thứ nhất là anh Đạt rất là ít nói. Và khi anh Đạt nói chuyện với người trong nhà là có tật xấu là hay cằn nhằn. Rồi anh Đạt đi toilet đi một tiếng, đó là tật xấu. Câu hỏi tiếp theo, món quà đầu tiên mà hai bạn tặng cho nhau. Harry tặng anh Đạt món đầu tiên là gì ạ? Tặng áo ạ. Và đáp án là áo thun cho ngày sinh nhật. Còn anh Đạt tặng món quà đầu tiên cho Harry là gì ạ? Dây chuyền. Dây chuyền có chữ D. Câu hỏi cuối cùng này. Lần gần nhất hai người ăn món Hàn Quốc là khi nào? Và đáp án là mùng 28/3 sinh nhật mẹ là lần gần nhất. Anh Đạt nói là cứ khoảng 2 tuần thì đi ăn với Harry một lần. Ủa cái gì? Anh đi Harry với nào? Harry nào? 2 tuần đúng rồi. Xóa. 2 tuần gì? Xóa chữ. Nói đi. Anh đi với ai? Vậy tính lộ ngày rồi. Hôm nay có vấn đề nha. Chúng ta sẽ kết thúc phần trò chơi hiểu nhau ở đây ạ. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi Việt Hàn vẫn còn tiếp tục với rất nhiều bất ngờ phía trước. Đừng đi đâu cả nha. Chương trình sẽ quay trở lại trong ít phút nữa.